Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Một hôm, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thùng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi chỗ ngất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dân cúng cho đền thờ, người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm trị giá một phần tư đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bỏ thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Kính thưa quý ông bạn, chị em, hôm nay là Chủ nhật Thứ 32 mùa thường niên. Các bài đọc kinh thánh của phụng vụ chủ nhật hôm nay xuyên suốt chúng ta thấy nổi bật lên hình ảnh của một bà quá. Nhưng bạn chị em chúng ta biết trong xã hội do thái thì những người ngoại kiều, những trẻ mồ côi và bà quá thuộc về những hạng người bất hạnh và nghèo khổ nhất. Trong bài đọc 1 trích từ sách các vua quyển thứ nhất kể chuyện cho chúng ta về bà quá thành Sarepta. Sách Thánh nói với chúng ta, bà quá thành Sarepta này chỉ còn một nắm bột và một ít dầu ăn. Và chính bà cũng nói với ngôn sứ Elia rằng, mẹ con tôi sau khi làm cái bánh này, chúng tôi sẽ ăn hết và chết. Đó là bà quá thành Sarepta. Rồi sang bài tin mừng, Chúng ta lại thấy câu chuyện về một bà quá bỏ tiền vào đền thờ. Bà bỏ vào thùng tiền dân cúng đền thờ chỉ hai đồng kẽm thôi. Ông bà anh chị em chúng ta cũng biết một đồng kẽm đồng tiền thời bấy giờ là tiền có mệnh giá thấp nhất trong các đồng tiền. Hai đồng kẽm thôi bà đã bỏ vào dân cúng cho đền thờ. Bà có thể giữ lại một đồng cho mình nhưng bà đã không làm như thế, bà bỏ vào tất cả sự sống của bà để dâng cúng cho đền thờ. Bà đã bỏ hết tất cả những gì bà có. Thương bạn chị em, hai bà quá trong bài đọc 1 và bài Tin mừng cho chúng ta thấy hình ảnh của một bà quá nghèo, rất nghèo của nhưng lại giàu lòng. Tuy nhiên thương bạn chị em, dù có lạc quan cách mấy, thì nếu chúng ta chỉ nhìn vào hình ảnh bà quá thôi, thì chúng ta vẫn thấy bà quá đó rơi vào bước đường cùng. Họ hết bột, hết dầu và hết tiền. Và sau cái hết đó là rơi vào cõi chết, trở về con số 0. Vậy đâu là tin mừng của phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật 32 thường niên ngày hôm nay? tin mừng của phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay theo con đó là nắm bột của bà quá thành Sarepta không còn là nắm bột cuối cùng vì Thiên Chúa hứa hũ bột sẽ không vơi vò dầu sẽ chẳng cạn đó là tin mừng thứ nhất chúng ta thấy nơi bài đọc 1 còn tin mừng thứ hai ở bài tin mừng hai đồng tiền kém ít ỏi của bà quá dân cúng vào đền thờ đó không phải là đồng tiền hạng bét nhưng là đồng tiền hạng nhất trước mặt Chúa Giêsu. Thương bạn chị em, sau khi nhìn lại hình ảnh của hai bà quá của hai bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta suy nghĩ gì và chúng ta sẽ sống như thế nào giữa thế giới ngày hôm nay nhờ sự soi sáng của lời Chúa. Thương bạn chị em, Thế giới này, thế giới ngày hôm nay này không đi vào ngõ cục, chết và hết. Nhưng Thiên Chúa hứa với chúng ta một trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị. Nơi Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt chúng ta, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tan tóc, kêu than đau khổ nữa vì những điều cũ đã biến mất. Sở dĩ con Mời gọi ông bà chị em cùng nhau suy niệm với con về lời hứa một trời mới, đất mới như thế này. Vì Chủ nhật thứ 32 mùa thượng niên được đặt trong bối cảnh những Chủ nhật sau cùng của năm phụng vụ. Và nhất là nằm trong tháng 11, tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Chúng ta chết không phải là hết. Nhưng chúng ta chết, chúng ta mang theo và chúng ta được Thiên Chúa hứa về một trời mới, đất mới. Vì thế, thiết nghĩ, chúng ta đừng quanh quẩn ở lối nghĩ và cả lối sống, ăn rồi chết, mà không sống một cái niềm hy vọng về một trời mới, đất mới như Thiên Chúa đã hứa. Nói đến đây, con nhớ đến một người con đã được gặp khi sống ở Cần Giờ. Ông lún tuổi rồi, không vợ, không con, và ngày nào con đi ngang nhà ông con cũng thấy ông đang nhọc một trái cốc một trái bần một trái ổi và một xị rượu nhậu cả ngày ngày này qua ngày khác mọi ngày đều như nhau và có lần con đến thăm ông con nói ông ơi ông lớn tuổi thế này thôi có buồn thì uống uống ít thôi vì giữ sức khỏe ông à ông mới nói với con rằng thầy coi đó tôi không vợ không con thì sống để làm gì? Thương bạn chị em, đó là một lối nghĩ và một lối sống, sống để làm gì? Thôi thì chúng ta hãy ăn rồi chết. Như bà Quá Sarepta trong bài đọc 1 con vừa chia sẻ với cộng đoàn, cứ nghĩ là nắm bột cuối cùng để ăn rồi chết. Và không có niềm hy vọng nào khác. Nhưng tạ ơn Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta Thiên Chúa đã hứa cho chúng ta một trời mới, đất mới. Vì vậy, thưa ông bạn, chị em, phụng vụ lời Chúa của Chủ Nhật 32 thường niên ngày hôm nay nhắc chúng ta về lời hứa một trời mới, đất mới. Ước gì chúng ta biết lắng nghe lời hứa của Thiên Chúa và biết sống niềm hy vọng về một trời mới, đất mới đó giữa cuộc sống còn nhiều bế tắc, còn nhiều suy nghĩ rằng Hãy ăn rồi hết, rồi chết. Chúng ta hy vọng một trời mới đất mới, nơi có Thiên Chúa, Chúa của chúng ta ngự trị và Ngài sẽ lau sạch nước mắt chúng ta. Ngài sẽ biến đổi những điều cũ thành những điều mới trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.